Asus vừa đưa về thị trường Việt Nam chiếc máy tính ZenBook UX305, chiếc Ultrabook 13,3 inch mỏng nhất thế giới và là sản phẩm đầu tiên của hãng trang bị chip xử lý Intel Core M thế hệ mới. Máy có thiết kế siêu mỏng chỉ 12,3mm ở điểm mỏng nhất, trọng lượng 1,2kg, sử dụng nhôm nguyên khối với họa tiết đường tròn đồng tâm mang tính biểu tượng của dòng ZenBook cao cấp. ZenBook UX305 trang bị vi xử lý mới nhất Intel Core M, RAM 8GB và ổ cứng SSD tốc độ cao hơn 6 lần so với ổ cứng thông thường. Asus ZenBook UX305 có hai màu trắng và đen, được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản khác nhau của vi xử lý, với giá khởi điểm là 17,99 triệu đồng.